Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang đến với chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề phòng chống tham nhũng lãng phí của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về xin lỗi đảng viên bị kỷ luật oan sai đã được đặt ra cho một cách cụ thể. Kể cả việc xem xét trách nhiệm với người gây ra kỷ luật oan. Ngay sau khi ban hành, quy định này được hầu hết cán bộ, đảng viên quan tâm và cho rằng đây là việc làm cần thiết. Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 73 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị định 73 được kỳ vọng khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ đùn đẩy trách nhiệm hoặc làm việc cầm chừng do sợ sai. Những nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ban hành thông báo đôn đốc việc tháo dỡ công trình vi phạm, một chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại thành phố Lào Cai bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Sự việc khiến dư luận không đồng tình, nhiều người cho rằng quyết định thi hành kỷ luật chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc. Suốt một thời gian dài đấu tranh, cuối cùng nữ cán bộ này cũng đã được minh oan. Sự việc mà chúng tôi đề cập xảy ra tại phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai. Đây là ngôi nhà của gia đình bà Trương Thị Huệ, được Ủy ban Nhân dân phường Bình Minh xác định là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và nằm trong vùng quy hoạch. Ủy ban Nhân dân phường đã ra quyết định yêu cầu chủ sở hữu tự tháo dỡ. Đến năm 2020, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, khu vực này thuộc địa giới hành chính phường Xuân Tăng. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đã ra thông báo đôn đốc hộ gia đình bà Trương Thị Huệ tháo dỡ công trình theo đúng cam kết. Vậy nhưng đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã ra quyết định số 4883 về việc thi hành kỷ luật bà Quỳnh với hình thức khiển trách, với lý do. Ngôi nhà này không thuộc quyền sở hữu của bà Huệ. Việc bà Quỳnh ban hành thông báo yêu cầu tháo dỡ là không đúng thẩm quyền trách nhiệm. Sau khi ban hành, quyết định này đã nhận được sự phản ứng của nhiều người chứng kiến vụ việc. Phường không có cái xử lý cái nhân dân gì cả. Đây là nhân dân xin tự tháo dỡ. Nhưng mà đến lúc này tự nhiên lại thấy là bảo là xử lý cán bộ phường. Thì cô cũng thực sự ra là cũng bất ngờ. Đấy, thì là nhưng mà thực sự xử lý cán bộ phường thì coi như là đã sai rồi. Thực tế qua xác minh, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của bà Trương Thị Huệ và việc yêu cầu tháo dỡ do vi phạm là hoàn toàn đúng với quy định. Trong khi chờ đợi việc xem xét lại quyết định 4883 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, án kỷ luật do Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai ban hành đã ảnh hưởng lớn đến công việc quyền lợi của bà Quỳnh. Về dư luận, thứ hai cũng có những cái nội dung mà chịu ảnh hưởng thiệt thòi về vấn đề uy tín ở địa phương. Cái thứ ba đối với cá nhân thì cũng chịu ảnh hưởng về những cái nội dung liên quan đến công tác đánh giá, phân xếp loại cán bộ, rồi công tác sắp xếp quy hoạch các cái vị trí liên quan. Thế và đặc biệt là có những cái nội dung liên quan đến hiện nay thì tôi đang thực hiện cái luận án nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì cũng có phần nào ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành và cái thời gian để bảo vệ các cái chuyên đề cũng như là bảo vệ các cái bước bảo vệ của cấp cơ sở và cấp học viện. Sau khi điều tra xem xét lại toàn bộ vụ việc đảm bảo tính khách quan, ngày 12 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai ra quyết định số 3292 đình chỉ việc thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Tăng, nhiệm kỳ 2016-2021. Đi cùng với quyết định này, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đang chỉ đạo phục hồi một số quyền lợi cho bà Quỳnh. Tôi cho rằng đây là một quyết định như này kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của cá nhân tôi và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc phường Xuân Tăng. Nhưng cũng thông qua sự việc này thì tôi xin có một số cái đề nghị. Ta sẽ khôi phục lại toàn bộ những cái quyền lợi của đồng chí bí thư đảng ủy phường Xuân Tăng, như việc đưa vào quy hoạch, như việc nâng lương, rồi cái việc tức là hoàn thành nhiệm vụ của các cái năm vừa qua. Đấy là cái ý kiến đề nghị thứ nhất của tôi. Bước đầu cũng đã tạo được cái sự đồng tình trong dư luận. Quyết định này nó hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân và cũng kịp thời.
theo cái quan điểm chủ trương mới mà Đảng đang chỉ đạo. Thế và đặc biệt là cái quan điểm chỉ đạo mới của tỉnh trong cái thời điểm hiện nay mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã quán triệt rất là kỹ tại hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của toàn tỉnh, đó là phải bảo vệ những đồng chí cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai ra quyết định đình chỉ thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh phần nào thể hiện sự cầu thị, sửa sai của Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, phục hồi uy tín cho đảng viên khi bị kỷ luật oan. Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu rõ về một số nội dung chính trong quy định 117 của Bộ Chính trị, cũng như việc sớm hiện thực hóa quy định đó đối với các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Lào Cai, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ vâng, trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh tỉnh Lào Cai. Ngày 18 tháng 8, Bộ Chính trị có ban hành cái quy định số 117 về xin lỗi và phục hồi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Vậy xin đồng chí có thể cho biết đâu là những cái điểm nhấn tại cái quy định này? Ở đây là quy định gồm có 4 chương, 15 điều. Từ cái đề cập cụ thể về từ phạm vi điều chỉnh này, đối tượng này, nguyên tắc này, căn cứ và trình tự thủ tục về thời hạn giải quyết việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan. Ở đây có một số nguyên tắc, đó là việc xin lỗi, phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan thì phải được thực hiện kịp thời, công khai và khách quan, và phải do chính cái tổ chức đảng mà quyết định kỷ luật oan đối với tổ chức đảng, đảng viên đấy tiến hành tổ chức xin lỗi. Tổ chức đảng đó phải bãi bỏ, thu hồi cái quyết định kỷ luật oan và xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên trong cái việc mà tham mưu rồi quyết định kỷ luật oan, và cái việc giải quyết oan là phải triệt để, kể cả khi mà người bị kỷ luật oan đã chết hoặc là cái tổ chức đảng đấy đã giải thể, sáp nhập. Chỉ đấy là một cái điểm mới, điểm nhấn rất là nhân văn của trong công tác kiểm tra giám sát của đảng. Còn về mặt tinh thần ấy thì việc đấy là cái việc mà phục hồi xin lỗi về mặt tinh thần thôi. Thế còn về bồi thường vật chất ấy thì các lợi ích hợp pháp khác của người bị oan ấy thì lại được tiến hành theo cái trách nhiệm mà quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Và chỉ đấy điểm nhấn thứ nhất. Cái điểm nhấn thứ hai thì cũng có thể nhận định đây là cái văn bản mà có cái tính pháp quy đầu tiên của đảng, cụ thể hóa quan điểm của đảng về đối với việc mà công khai xin lỗi, phục hồi của đảng. Và đồng chí, như trước đây thì như các đồng chí biết thì trong quá trình mà kiểm tra kỷ luật thì cũng có những trường hợp mà chúng ta có thể chưa đúng, nhưng tuy nhiên thì đến thời điểm này thì văn bản này là văn bản đầu tiên mang tính pháp quy của đảng để thể hiện cái việc mà công khai xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức đảng và đảng viên bị oan. Vậy thực tế ở Lào Cai những năm qua thì cái câu chuyện tổ chức đảng hay là đảng viên bị kỷ luật oan có diễn ra thường xuyên hay không, và cái cách xử lý của cấp ủy cũng như ủy ban kiểm tra các cấp liên quan đến cái lĩnh vực này như thế nào? Cái vấn đề mà kỷ luật đảng viên là một vấn đề mà luôn luôn xảy ra trong suốt quá trình và tổ chức hoạt động của đảng. Ở đối với đảng bộ tỉnh Lào Cai ấy thì từ trước đến nay ấy thì trong quá trình mà xem xét và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thì được các cấp có thẩm quyền là xem xét một cách hết sức chặt chẽ và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Thế cho nên là cái tỷ lệ mà tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật ấy, khiếu nại cũng rất là thấp, vì các tổ chức đảng đã xem xét hết sức là thấu đáo, tức là đảm bảo hợp tỷ cái phù hợp với cả cái nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân tác hại của cái vi phạm, cho nên là đảng viên cơ bản chấp hành nghiêm túc các quyết định kỷ luật của tổ chức đảng. Dạ vâng, vậy trong cái thời gian tới Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai sẽ tham mưu cho tỉnh ủy Lào Cai ban hành những cái chỉ thị hay là những cái văn bản hướng dẫn cụ thể như thế nào theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của quy định 117 của Bộ Chính trị? Trong thời gian tới ấy, thì Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy thực hiện tốt một số cái nội dung như sau. Đó là yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc, các cấp, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc một số nội dung. Đó là thứ nhất, đó là quán triệt, thường xuyên liên tục quán triệt nội dung cái quy định 117 này đến tại cái hội nghị của cấp ủy. Cái thứ hai là ở các chỉ đạo, các chi đảng bộ trực thuộc là quán triệt cái quy định 117 này đến toàn thể cán bộ đảng viên, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu tổ chức thực hiện cái quy định 117 ở tại các cấp, trong đó tập trung vào các chi đảng bộ trực thuộc, và thường xuyên rà soát và kịp thời phát hiện
các trường hợp mà có cái dấu hiệu liên quan đến kỷ luật mà nó chưa đúng hoặc có thể là sai hoặc là có thể là oan để báo cáo cấp ủy, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo. Tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm cái quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra giám sát thành kỷ luật của Đảng đấy, thì từ đó để thực hiện trước hết là đảm bảo cái nguyên tắc này, đảm bảo cái trình tự thủ tục này, rồi các quy định trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát nói chung và thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng, để đảm bảo làm sao và đảm bảo đúng nguyên tắc tất cả những tránh trường hợp những đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là các trường hợp mà oan hoặc là sai, kỷ luật oan hoặc sai đối với tổ chức đảng đảng viên. Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quyết định 117 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73 ngày 29 tháng 9 năm 2023 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nghị định này thể hiện sự quyết tâm của Trung ương nhằm khắc phục tình trạng sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất cứ người đó là ai. Sự quyết liệt đó đã khiến cho một số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, bê trễ công việc. Thực trạng này xuất hiện ở nhiều bộ ngành địa phương, trở thành điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Có không ít cán bộ công chức đang làm việc theo nguyên tắc 3-0 là không nói, không tham mưu, đề xuất và không làm, hoặc làm việc cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng. Thậm chí đã xuất hiện tư tưởng không làm không sai, làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều, vì vậy tốt nhất là không làm. Bởi vậy, quy định 117 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 73 của Chính phủ được đông đảo cán bộ đảng viên đón nhận. Tôi cho đây là một cái quyết định hết sức đúng đắn và khoa học. Vì cá nhân tôi tức là thường xuyên theo dõi và ngay cả những quốc hội họp vừa rồi cũng đưa ra tức là chất vấn thủ tướng về cái vấn đề là cán bộ bây giờ sợ sai, không dám làm, cứ ì ra ông nọ đổ tại ông kia. Thế thì vừa qua là Chính phủ có một cái chương trình hành động thế là hết sức tức là phù hợp với ngày nay. Anh cứ làm, anh chịu trách nhiệm, nhưng mà cái chịu trách nhiệm của anh là vì dân, vì nước, vì tập thể, chứ đừng vì cá nhân của anh. Thì cái đó thì chúng ta nên khuyến khích, và cá nhân tôi tức là hoàn toàn ủng hộ các đồng chí đó tức là làm việc cho tập thể vì cái chung nhất. Thực tế, tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh phân cấp phân quyền, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá nhằm tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Với thông điệp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là nhất quán xuyên suốt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Vấn đề còn lại là mỗi cán bộ, nhất là cán bộ quản lý và cá nhân người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị trong công tác, đồng thời xác định động cơ trong sáng trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao. Kịp thời vào việc là bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dám hành động vì lợi ích chung, để cùng với việc thực hiện cái kết luận số 14 về nội dung này. Trước khi xem xét những vấn đề, những vụ việc thì phải hết sức là thận trọng, chi tiết và nghiên cứu thấu đáo mọi khía cạnh các vấn đề, phải thực hiện các cái quy trình thủ tục đúng theo quy định của Đảng, và đặc biệt là phải công tâm khách quan khi đánh giá và kết luận các cái vấn đề để không để xảy ra kỷ luật sai. Cùng với tích cực triển khai các cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai cũng sẽ quyết liệt, sẵn sàng xử lý trách nhiệm những tập thể cá nhân cố tình đùn đẩy, đá bóng trách nhiệm trong công việc. Việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chây ý công việc xét đến cùng cũng là một hành vi tiêu cực, bởi nó gây hại cho xã hội, làm kìm hãm sự phát triển chung, mà đối tượng chịu thiệt thòi là nhân dân, là địa phương, đất nước. Bởi vậy, toàn hệ thống chính trị cần đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự tự tin, tự trọng trong mỗi tập thể, mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó hóa giải nỗi sợ để mỗi cán bộ đảng viên dám chịu trách nhiệm với những công việc, những vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề phòng chống tham nhũng lãng phí của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.